Ok anh em. Bây giờ đang là 10 giờ 45 phút, tức là gần 11 giờ. Và mình vừa mới có một cái chuyện rất là động trời xảy ra. Tức là cách đây vài hôm mình gửi một tin nhắn cho Ducati Việt Nam để mượn chiếc xe Ducati Super Sport để mà review. Và hồi nãy thì một cái chị ở bên marketing của Ducati vừa gọi điện cho mình và kêu mình là đọc mail đi. Thì bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi mà mình mới vừa check mail xong, và cái cảm xúc lúc này của mình rất là rất 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 là náo nức, rất là vui, rất là không biết dùng một từ gì để có thể diễn tả cảm xúc này. Thì hồi nãy khi mà mình đọc mail xong á là mình la làng khắp cái nhà luôn. Nói chung là rất là vui, rất là phấn khích. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái mail đó như thế nào. Đây là cái mail mình gửi cho Ducati Việt Nam để xin xin là mượn xe Ducati Super Sport để mà review trong vòng 2 ngày. Thì hôm nay đây, Ducati Việt Nam ha, đó đã gửi cho mình đây. Dear Anywhere Man, Warm greeting from Ducati Việt Nam first. Đại loại là đầu tiên là cảm ơn vì đã có ngỏ ý là muốn mượn xe review đó. Và my name is Phương, là cái chị này tên Phương. Writing to you from sale and marketing department, tức là chị này chỉ làm ở phòng sale và marketing á. Thì regarding your email, I have checked with our marketing manager for this case, tức là chị đã họp với sếp của chị rồi. Tôi rất là vui để cho bạn biết một tin vui đây nè. Know a good news that you will be offered a Ducati Supersport using free in 1 year, tức là Ducati đồng ý cho mình mượn cái xe này trong vòng 1 năm, using free in 1 year, trong vòng 1 năm. Chúng tôi mời Anyway Man á tới showroom của Ducati ở Phú Quang vào ngày 1 làm thủ tục để lấy xe đó. Đó. Trời ơi là trời. Các bạn nghĩ đi. Các bạn nghĩ đi. Ngày 1 này mình sẽ nhận được một chiếc xe Ducati Super Sport và chạy nó làm vlog 1 năm. 1 năm. 1 năm làm vlog bằng Ducati Super Sport. Nghĩ đi. Nghĩ đi. Đây là một cái thông báo gửi đến toàn thể anh em. Đầu tiên thì mình rất là vui và cũng xin chúc mừng anh em là anh em sẽ được xem những cái motor vlog tiếp theo của Anywhere Man với một chiếc Ducati Super Sport. Ok. Ok. Bye bye anh em.